Thông tin sau đây có thể sẽ là động lực cho những chị em đang muốn giảm cân, có được một vóc dáng hoàn hảo. Một cô gái trẻ đến từ New Zealand đã giảm được tới 90kg trong vòng 2 năm nhờ cắt thu nhỏ dạ dày kết hợp với ăn uống và luyện tập điều độ. Simone Anderson, 25 tuổi, đến từ thành phố Auckland của New Zealand, mới đăng tải những hình ảnh về quá trình giảm cân của mình lên mạng xã hội. Cô bắt đầu cuộc hành trình giảm cân bằng việc phẫu thuật thu nhỏ dạ dày 15% so với kích thước ban đầu. Sau khi cắt một phần dạ dày, cô không còn cảm giác thèm ăn như trước nữa. Khẩu phần ăn giảm đi rõ rệt và cô giảm được 8kg trong tháng đầu. Sau đó cô áp dụng thêm chế độ ăn nghiêm ngặt như ăn lỏng, ăn nhẹ, chia khẩu phần làm nhiều bữa nhỏ. Khi đã quen dần, cô kết hợp với chế độ ăn kiêng lành mạnh, hạn chế tối đa ăn thức ăn chứa nhiều tinh bột như cơm, bánh mì và tăng cường bổ sung nước, vitamin, muối khoáng qua các món salad và hoa quả. Ở tuần thứ 88, cô đã giảm từ 169kg xuống còn 77kg, tức là giảm tới 92 cân. Cô gái trẻ này hiện là minh chứng tiêu biểu cho phương pháp giảm cân bằng việc thu nhỏ dạ dày đối với người béo phì.